Trên những mảnh giấy ố vàng, nét vẽ sống động về hiện thực đời sống của quân, dân cả nước trong tham gia kháng chiến chống Pháp của thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam gợi lên bao thương nhớ của một thời nghệ sĩ là chiến sĩ. Đó là hình ảnh sau khi giặc vừa đi qua hay chiến sĩ du kích, những đổ nát sau trận đánh, dân công sửa chữa cầu đường, bộ đội lội suối, cảnh nông dân tay bừa tay súng, các lớp học bổ túc. Các tác phẩm được vẽ ký họa bằng chì, mực, màu nước, bột màu trên nhiều loại giấy có trong thời điểm đó, nhưng đều là những khoảnh khắc lịch sử, chân thực và giàu cảm xúc về cuộc kháng chiến, về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu, thi đua tăng gia sản xuất của quân dân cả nước. Sau khi có đề cương văn hóa, thì cái bức tranh, các tác phẩm của các vị rõ ràng thì đã có cái sự chuyển biến như thế đó. Đây nó gắn liền với cuộc sống. Sinh động cuộc sống không phải chỉ mộng mơ, không phải chỉ cây cảnh hoa lá, không cảnh chỉ có tình yêu, mà đây nó thể hiện rất là rõ cái sự chuyển biến của cái đề cương văn hóa. Các vị đã được thấm nhuần những tư tưởng đó. Các nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, các nghệ sĩ là phải đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước chúng ta. Thì tôi cho rằng đây là cái chuyển biến rất là lớn. Đây là một cái giai đoạn mà văn nghệ sĩ đã thay đổi. Không còn gọi là sáng tác những cái đề tài mộng mơ lãng mạn, mà tập trung vào những cái đề tài về cuộc sống, về lao động sản xuất cũng như là kháng chiến của toàn dân. Thì đấy chính là một cái bước chuyển mình của giới văn nghệ sĩ mà cái triển lãm này là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hướng tới, và cũng là thể hiện một cái sự gọi là vận động đứng ra gánh vác cái trọng trách trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ tham gia vào công cuộc giải phóng dân tộc cũng như là sự nghiệp cách mạng của toàn dân. Trong đoàn nghệ sĩ, chiến sĩ năm xưa có những họa sĩ bậc thầy như Tô Ngọc Vân, Văn Sáng, Diệp Minh Châu, Trần Văn Cẩn. Hôm nay, khi xem lại bức họa được vẽ trước một ngày họa sĩ Tô Ngọc Vân hy sinh, người cháu nội chưa một lần gặp ông mình đong đầy cảm xúc. Khi tôi được ngắm nhìn những cái bức tranh của các họa sĩ đã tham gia kháng chiến, trước hết là tôi rất là xúc động. Bởi đây là cái khi tôi ra đời thì tôi không được gặp ông nội tôi, cụ thể là cái tranh của gia đình tôi, của ông nội tôi. Thì đây như là một lần mà mình được giao tiếp lại, mình được tiếp cận lại. Có thể là tâm linh hoặc là cảm xúc gì đó, nhưng tôi cảm thấy như một cái sự gần gũi, trước hết là của cá nhân tôi với lại cái bức tranh. Cá nhân tôi đối với lại nền hội họa cách mạng Việt Nam nói chung và cái thời điểm năm kháng chiến. Và cùng với lại cái bức tranh của ông tôi và tranh của tất cả các cái họa sĩ khác, thì như là tôi đang được tiếp cận lại được một cái nền hội họa những cái năm đầu của cách mạng Việt Nam. Đến với triển lãm, người xem như được hòa mình vào một thời kỳ sôi động của văn nghệ kháng chiến. Các họa sĩ đã trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Họ vẽ tranh, tổ chức triển lãm, làm báo, tuyên truyền, dạy mỹ thuật hay trực tiếp tham gia chiến đấu, lấy nhiệm vụ phụng sự tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm niềm cảm hứng, đề tài sáng tác. Những sự tận tụy, hy sinh, hiến dâng ấy của các họa sĩ đã trở thành bất tử, là bài học quý giá và vô giá cho ngày hôm nay và các thế hệ mai sau.